Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả số 78 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nam sinh tử vong. Thời điểm trên, nam sinh Đinh Hải Long 2000, học sinh lớp tinh học ứng dụng 12, trú tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, và Nguyễn Văn Cường 2004, học lớp điện tử công nghiệp và dân dụng 14, trú tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Long đã rút dao mang theo trong người đâm Cường trọng thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nam sinh này đã được nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, nhưng không qua khỏi. Ngay khi nhận báo cáo sự việc, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc và động viên, hỗ trợ gia đình người gặp nạn. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.